Quang Khánh xin giới thiệu tới cô chú anh chị mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2020. Xe mang nước sơn màu trắng vừa mới về tại Toyota Tân Cảng chiều ngày hôm nay luôn. Và cô chú anh chị có thể thấy 2020 thì chúng ta sẽ có cái mẫu mới rồi. Thì nó sẽ thay đổi tí xíu ở phần cụm đèn phía trước và cái mặt ga lăng. Ga lăng thì là thiết kế cũng khác biệt so với mẫu cũ, logo to bản, lưới tản nhiệt khác này anh chị. Rồi có thêm cái đèn chúng ta sẽ dùng đèn full led nha. Đó, tuy là số sàn chúng ta nhưng mà chúng ta sẽ dùng đèn full led hết rồi. Có hai cái cảm biến góc ở phía trước. Đó. Chỉ có cái đèn báo rẽ ở dưới đây là chúng ta sử dụng bóng halogen thôi, còn lại là đèn sử dụng bóng led hết nha. 2020. Hiện trạng xe vừa mới về thôi và Khánh quay liền cho anh chị coi luôn. Vỏ thì đúng đát tuần thứ 36 của năm 2020 nha anh chị. Còn dấu son luôn nè. Và còn vỏ còn khá dày ha. Vỏ này anh chị đi tầm khoảng 15-20 ngàn cây số nữa mình mới lo tới chuyện vỏ lộn nha. Đó. Phần ba đờ sốc bên trong. Cái này thì gầm bệ thì Khánh sẽ cho vệ sinh và làm đẹp lại hết cho anh chị. Đó. Để Khánh đi một vòng tổng thể cho anh chị coi ha. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết từng cái hạng mục cho anh chị coi luôn. Nước sơn màu trắng thì dễ đi lắm anh chị. Xe cái màu trắng nó cũng là cái màu là được chuộng nhất trong tất cả những cái dòng xe luôn. Đó. Xe Khánh vừa mới về mà cái thông tin ở sau cái đề can của khách cũ chắc Khánh sẽ tháo ra để vệ sinh xe lại. Nội thất bên trong xe thì đầy đủ full phụ kiện hết cho anh chị luôn. Anh chị về chỉ cần mua về và chạy thôi chứ không cần phải thêm bớt gì nữa đâu. Rồi bây giờ Khánh mời cô chú anh chị đánh vé giá chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn này nhanh với Khánh nha. Khúc đầu, phần đầu xe thì nãy Khánh đã có quay cho anh chị coi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chi tiết từng cái cửa của xe. Bên ngoài thì anh chị cũng đã thấy ha, xe có phim cách nhiệt nè, viền che mưa. Rồi chúng ta có chén cửa, tay nắm cửa. Phần bể bước thì còn khá là sạch sẽ anh chị, không có bị bể, không có đầy xước gì hết nha. Xe là mua để đi gia đình cho nên giữ cũng kỹ và tươm tất lắm. Có bọc nỉ lại cái dàn tắp bi cửa cho chúng ta, bọc da dàn tắp bi cửa lại rồi nè. Bọc da ghế lại luôn nha. Da ghế thì bọc lại hai màu nâu đen anh chị ha. Rồi, có bể bước ốp chống trầy titan nè, thảm nhựa, rồi lót simili. Đây là km thực tế của xe 45.000 cây số. Khánh vừa mới quay lên. Đây 45.109 cây nha anh chị. Đó. Màn hình Android kết hợp có Việt Map cho chúng ta, rồi camera hành trình trước sau. Đó, nhìn tổng thể con này thì còn rất là sạch sẽ. Đây là hiện trạng mới luôn, mới về Khánh chưa có làm đẹp vệ sinh gì hết nha. Đó, anh chị có thể thấy đây. Lắp ráp Việt Nam và sản xuất là năm 2020. Đó, bản lề zin nha anh chị, bản lề cửa là zin hết nha. Rồi tí xíu nữa Khánh sẽ nẹp nổ máy cho anh chị coi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sơ gì lượt xung quanh xe trước. Sùng chỉ thì Khánh cam kết cho anh chị là không có đâm đụng ngập nước gì hết, cho nên Khánh xin phép được lướt qua nhanh cái phần này nha. Tắp bi cửa được bọc lại hết rồi nè, bọc lại màu nâu, nhìn nó sạch sẽ. Mình nếu mình để nỉ một thời gian đi nó dơ lắm anh chị. Chị coi nè, những cái tắp bi, tắp ly còn thẳng tắp mới tinh. Mấy chỗ này mình ra vô thường á, cái mũi dài hay đâm vô đây nè, rất dễ trầy. Mình chị coi ha, không có trầy xước gì luôn. Đó, ốp chống trầy đủ hết rồi nè. Đây mình sẽ có một cái bệ tỳ tay. Một bệ tỳ tay ở đây. Dàn ghế cũng còn sạch sẽ vậy lắm. Mang biển số tỉnh ở Đồng Nai nha anh chị. Anh chị nào ở Đồng Nai thì Khánh sẽ bao rút hồ sơ gốc cho mọi người. Đó. Đây phần phía sau nè, sạch sẽ, tươm tất vậy lắm. Con này Khánh về chắc sẽ dọn nhanh mà cũng bán nhanh nữa. Con này 2020. Hai bữa trước Khánh có quay một chiếc 2019 lên số sàn đi 26.000 cây số. Nhưng mà con đó hôm nay đã bán rồi. Thì hôm nay Khánh về thêm con này 2020 mẫu mới nha anh chị. Con này là 858 nha. Vỏ dự phòng chưa hạ luôn nè. Còn gai luôn nha anh chị nha. Nó gầm bệ còn rất là mới luôn nè. Rất là mới ha.
phía sau cái bảng số sàn này mình sẽ có bốn cái cảm biến, hai cảm biến góc hai bên và hai cái cảm biến da. Đó, anh chị coi mẫu mới này được cập nhật rất là nhiều, thêm nhiều cái tính năng so với mẫu cũ nhiều lắm anh chị. Cớp cabo còn nguyên zin hết nha. Đó, bên này cửa nè sạch sẽ, mở cửa rất là chắc tay. Còn nói về cái độ bền và cái độ mà tiết kiệm nhiên liệu thì Fortuner mới dầu số sàn là vô địch rồi anh chị, cực kỳ bền luôn. Xe của Toyota rất là bền, và đặc biệt thì con này nó chạy tiết kiệm nhiên liệu dữ lắm anh chị. Nó giúp cho anh chị tiết kiệm, tính ra trung bình nó khoảng 5 lít rưỡi cho tới 6 lít cho 100 cây số. Mình chạy mình tiết kiệm khủng khiếp lắm anh chị. Đây, để Khánh đề máy cho anh chị coi luôn. Ký 1 mét thực tế của xe. Cái tay nắm cần số thì chủ xe họ đã bọc lại rồi, thì Khánh có xin lại cái tay zin. Tay zin của xe thì chắc có lẽ Khánh sẽ đưa cái tay zin này vô lại, thay thế lại chỗ này, đưa về nó nguyên bản, nó mới đẹp. Mình sẽ có hai chế độ lái ở đây, gạt chống trượt ở đây anh chị ha. Đó. Chung thì cái xe này thì bên Khánh có cam kết hết trơn à. Và đặc biệt thì chiếc xe này Khánh vẫn có bảo hành động cơ hộp số cho anh chị để chúng ta an tâm sử dụng ha. Và đây là một vài hình ảnh sơ lược về con Fortuner máy dầu số sàn đời 2020. Xe lăn bánh được 45.000 cây số, đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 858 triệu. Xe màu trắng, được trang bị đầy đủ phụ kiện cho anh chị hết rồi nha. Và khi mà mọi người mua xe tại Toyota Tân Cảng thì chúng ta sẽ được cam kết chất lượng xe và bảo hành. Và đặc biệt thì cô chú anh chị nào chúng ta mong muốn mình mua xe qua hình thức trả góp thì bên Khánh vẫn có hỗ trợ nha. Và một lần nữa Khánh cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần tới.